Vâng, xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang đến với khách đến chơi nhà và khách mời ngày hôm nay là một gương mặt rất là đặc biệt. Chắc khoảng 5 thế kỷ rồi thì chúng ta mới gặp lại nhau. Thì không biết là trong những năm tháng vừa qua thì người ấy ra sao, cuộc sống thế nào? Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà ơi! Đúng nghĩa chị Tám Sài Gòn luôn á. Ủa là sao? Từ tân bốc lên cái câu chuyện là 5 thế kỷ rồi mới gặp. Thì đúng Hello rồi. Hello chị. Lâu lắm rồi. Hello mọi người, hello khán giả. Trong những năm tháng đó mình như thế nào hả ha? Trời ơi, ai cũng biết trơn, còn khai ra làm chi nữa. Là ủ bầu đi đẻ. Ủ bầu đi đẻ. Thì cái đó nó trong phim tài liệu nó có rồi đúng không? Ừ, nhưng mà có những cái mà phim tài liệu không có đó. Ví dụ như là trước khi cái lớp son là mình làm gì đó. Không có qua đài trong một cái khoảng thời gian rất là dài. Đó, thì mình ủ mưu gì trong khoảng thời gian đó. Ví dụ như một cái live show hoành tráng hay như thế nào đó. Kiểu như là tại vì trong cái phim tài liệu là mình có 10 năm phải không? Mình quay lại cái live show của ngày xưa đúng không? Một cái đoạn, cái hồi live show ở Sân Lan Anh. Đó, Kim Thanh xem được cái đoạn đó. Một cái live show rất là hoành tráng. Tức là bây giờ mình làm một cái live show hoành tráng thứ hai. Đúng không? Tùy tình hình nha. Vẫn còn dịch là không làm được cái gì hết nha. Nhưng tóm lại là vẫn tất nhiên là ấp ủ thì ấp ủ rất là nhiều. Làm càng nhiều show thì càng tốt, ra nhiều sản phẩm thì càng tốt. Nhưng mà chị cũng có thể thấy là trong thời điểm bây giờ mà làm một cái live show như cái thời 2011 là rất khó. Bởi vì nhảy hết cái, nói không hả? Phải em không lo về em nha, mà em lo về cái thói quen của khán giả. Họ bây giờ họ coi qua truyền hình, họ coi qua YouTube, coi free nhiều. Thì bây giờ liệu cái thói quen muốn mua vé tới để thưởng thức một cái show đấy mà không livestream có còn hay không? Cho nên là mình cũng phải đắn đo và suy nghĩ rất là nhiều những cái gạch đầu dòng khác nhau. Bởi vì mọi người có thể thấy lớp Sonsky vừa rồi thì mình làm trong một không gian nhỏ hơn, ít đầu tư hơn về gọi là sân khấu đèn đóm. Thế nhưng mà chính vì thế mà mình mới có thể livestream và có được cái lượng người coi khủng chẳng hạn. Còn ví dụ một cái show mà giỏi lắm thì cũng 5.000 người mua vé từ đấy coi thôi. Rồi sau đấy phải nhờ hiệu ứng truyền thông. Nói chung là mọi thứ nó đã khác đi rất là nhiều. Nên bây giờ muốn làm một cái show, live show thì phải suy nghĩ rất là kỹ, xem là thời thế bây giờ mọi thứ nó có còn như lúc trước hay không, rồi khán giả có còn mong đợi điều đấy hay không nữa chứ. Rồi mình làm xong để được cái gì? Ví dụ trước đây 2011 mình làm xong để mình muốn mình được đứng một cái chỗ đứng cao hơn, đi dài hơn. Bây giờ mình cảm thấy vui với những cái gì mình đang có rồi. Bây giờ bỏ mấy tỷ ra làm một cái show cũng phải suy nghĩ chứ bộ. Nói chung là tiền bạc thì thật ra là mình không lo lắm, mình lo chuyện khác thôi chứ. Bây lo giờ chứ. Vừa nói chung là làm nghề thì chi phí nó, nói chung là thu nhập nó cũng rất là tốt rồi. Chưa kể là công ty thì ăn nên làm ra, rồi phát triển chi nhánh tùm lum tùm la hết, rồi kết hợp với Disney gì đó mà Kim Thanh thấy là cứ mỗi lần ra sản phẩm mới là mình khá là chóng mặt. Mình cũng không ngờ là một cái thương hiệu mà của người Việt Nam mình phát triển mà bây giờ lại đạt được một cái mức như vậy. Dạ. Đúng không? Chủ thì cũng phải kiếm tiền chứ bộ. Thì đó, cho nên là nếu mà than là thiếu kinh phí thì rất là khó tin. Không phải là thiếu mà là đã đến lúc mình đầu tư một cái gì thì mình phải nghĩ tới cái lợi nhuận ở sau đó nó là cái gì. Như ví dụ còn trước đây 2011 lúc mà mình còn non trẻ, mình biết là mình đầu tư một cái show thì mình sẽ chạy show sau đấy để mình bù đắp lại những cái gì mà mình đã bỏ ra. Còn bây giờ thì mình có quá nhiều thứ để lo lắng và để làm việc, nên là để làm một cái show như vậy phải suy nghĩ rất là nhiều, trừ khi sự mong đợi khán giả phải là kinh khủng cái đã thì mới dám làm. Thật ra là hôm bữa khi mà Hà giới thiệu cái phim tài liệu Rồi Một Ngày Hà Nói Về Tình Yêu đó, thì qua ngay ngày hôm sau thì Kim Thanh có nhận được một số câu hỏi từ các bạn thính giả nghe đài á. Thì hỏi là ủa sao nói chị Hà ra cái phim rồi mà em lên YouTube của chị Hà em thấy không có. Trời đất ơi. Mọi người thân mến, chứ bây giờ cái gì cũng làm xong mà đưa lên YouTube coi free chắc chết bọn em. Thì cũng lấy lại được tiền YouTube một chút đỉnh. Cũng không có đáng, với lại cũng không có chuyên nghiệp lắm. Thực ra là chúng ta nên đi vào cái quỹ đạo một chút là nếu mà chúng ta cứ bấm để coi free như vậy hoài thì cái giá trị của từng cái sản phẩm nó sẽ giảm dần.
Mọi thứ nó sẽ dễ dãi đi rất là nhiều. Ví dụ như lên YouTube bây giờ mọi người có thể coi là mình cũng có thể quay bằng cái điện thoại, quay lại cái đời sống bình thường, rồi một cách không có đầu tư cũng có mấy triệu view. Rồi bây giờ cả một ekip quay, rồi cả một cái hành trình dài cũng post lên chỉ để mấy triệu view. Thì mình đầu tư làm gì? Mình cứ cầm cái điện thoại mình quay thôi. Thì Hà cũng rất là mong muốn là không chỉ có Hà mà rất là nhiều những nghệ sĩ sẽ cùng nhau giữ được một cái giá trị nào đấy cho nghệ sĩ khi mà ra một cái sản phẩm. Thì bây giờ coi không được trên YouTube thì mình tạo tài khoản trên Galaxy Play hoặc sau này ở những cái nền tảng khác, nền tảng khác để có thể coi bộ phim này. Vì một cái bộ phim này thì nó khá khác với so với những gì. Tại sao Hà không có một cái kênh YouTube mà chỉ để quay về đời sống của Hà, là vì Hà muốn khi mà mình có một cái bộ phim hoặc là một cái hậu trường tài liệu như thế này thì nó đáng giá hơn để cho mọi người chờ đợi coi. Nhưng mà có một người bạn của Kim Thanh á, thì cũng đã có cái tài khoản Galaxy Play trước đó rồi, cho nên là đã xem cái phim của Hà rồi và biết là ngày hôm nay thì mình có gặp gỡ nhau. Thì bạn đó có nhờ Kim Thanh hỏi giùm một có cái luôn hả? Bạn đó hỏi một cái câu á, là trước khi á, mà xem á, thì đọc thông tin về buổi ra mắt rồi cái này cái kia á, thì bạn nghĩ là khi mà xem cái phim đó đó thì sẽ tưởng tượng khác, nhưng mà tới chừng khi xem á, thì bạn thấy là Hà bây giờ lại có vẻ rất là an toàn. Tức là ở trong đó bạn mong muốn được thấy một cái gì đó mà nó kiểu mà nó phải wow, bất ngờ hơn rất là nhiều á. Nhưng mà thấy không có những cái điều đó. Đó, cảm giác như là bị hiền quá. Bị hiền quá đó. Chắc đẻ xong đổi máu. Cái này trước đẻ mà, đúng không? Hậu trường mà. Thực ra Hà cũng đồng ý về cái quan điểm đấy. Cũng có thể là bởi vì trước đây Hà bị ngang tàng bướng bỉnh quá. Thì mọi người sẽ thấy cá tính. Nhưng mà mệt lắm. Vì người này nói ra người kia nói vào cũng rất là mệt. Mà hơn nữa thì Hà cũng cần phải có cái sự trưởng thành theo thời gian. Nhưng mà Hà cũng có những cái chia sẻ ở những chương trình khác đó, là cũng đúng là bởi vì cái thời điểm đó đang quay lại, ghi lại cái lúc mà Hà mang bầu, nên là khi mà mang bầu mình rất là mệt và thậm chí có tí lười. Lười nói, lười chia sẻ, lười suy nghĩ vì quá mệt và cứ phải ngồi để các bạn đặt câu hỏi trả lời, đặt câu hỏi trả lời thì chỉ mong cho nó xong thôi. Nên là Hà cũng, khi mà Hà coi lại thì đúng là những cái câu nói đắt giá hay là xoáy sâu vào vấn đề thì chưa có. Hà chỉ mới giải quyết là hỏi sao thì Hà trả lời như vậy thôi. Với lại là về cái bộ phim tài liệu này thì không phải là cái ý định của Hà ban đầu, mà ekip của Hà muốn tạo ra một cái sản phẩm như là một cái món quà kỷ niệm. Thành ra nếu mà là Hà dự định ban đầu, Hà kiên quyết là phải làm, phải khai thác những cái này cái kia về Hà thì chắc sẽ là sâu hơn, bởi vì Hà open hơn để cho mọi người bước vào cái cuộc sống, đời sống của Hà để hỏi và trả lời. Thì rút kinh nghiệm, mình làm cái phim thứ hai vẫn còn rất là nhiều cái nhiều thứ để nói. Bởi vì theo thời gian thì mình sẽ có nhiều thứ nói lắm, nhưng mà tùy cái hoàn cảnh. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn thì chị hỏi đi em trả lời cho. Chứ em tâm thế rất là thoải mái chẳng hạn. Em không còn phải ngồi mà ôm mười mấy ký nơi bụng rồi để chỉ trả lời không. Nó cũng phân tâm rất là nhiều. Và đó cũng là cái điều mà Hà khá là đáng tiếc khi mà Hà coi lại cái bộ phim này. Thật ra là với những gì mà Hà trải qua thì mình có thể làm một bộ phim điện ảnh cơ. Chứ còn phim tài liệu này kia thì nó cũng còn nhỏ quá Hà ha. Em không dám. Em thấy là tài liệu cũng đã là rất lớn đối với em, bởi vì thực ra Hà thấy viết hồi ký này hay là làm một bộ phim tài liệu hay một bộ phim về mình là một cái điều gì đấy rất lớn lao. Về những cái nhân vật mà nó phải có rất là nhiều những câu chuyện để nói và cực kỳ truyền cảm hứng. Hà không có thấy Hà có cái gì để nói hết trơn ấy. Bởi vì khá là đúng là Hà có thể là một nghệ sĩ khá táo bạo nhưng mà đời sống mới cực kỳ an toàn.
yêu hơi táo bạo thôi, chứ còn đời sống không có gì để nói hết trơn á. Đi làm rồi về nhà, rồi ăn cơm nhà, xong rồi ở nhà cũng làm gì hết. Mà Hà yên tâm đi, content thì có người khác lo, mình đừng có lo cái chuyện đó, đúng không? Đúng. Người ta nói là một bộ phim điện ảnh dư sức thì luôn là dư sức. Nhưng mà Kim Thanh thừa nhận là ở trong cái phim tài liệu này á, là Kim Thanh thấy là Hà cũng đã chịu mở lòng. Thật ra từ trước đến giờ là Hà làm gì, yêu ai thì giống như là cả Việt Nam đều biết, ở thế giới đều biết. Nhưng mà Hà thì không nói gì về cái chuyện đó hết. Nhưng mà trong cái phim tài liệu này giống như là gần như là lần đầu Hà chính thức nói về nói chuyện là đó. Lần đầu. Đúng rồi, đúng không? Còn trước đó là Hà đâu có bao giờ nói gì, ai nói gì, kệ họ. Hà im lặng. Đó. Thì đây cũng là một cái... để cho mọi người thấy được cái sự gần gũi và thật hơn. Với lại là... mình sẽ nói khi mà cái câu chuyện nó đáng nói. Còn từ trước đến giờ thì khi mà mình cảm thấy không an toàn hay chưa chắc lắm thì mình sẽ không bao giờ. Với lại nói. Mình thấy tới một cái thời điểm mình bước qua một cái phase mới trong cuộc đời mình, đúng không? Và đã có hai bé rất là dễ thương, lúc nào cũng vừa đi cái nói là thôi em phải về cho con bú, kiểu vậy. Nên là cái câu chuyện đấy lại càng đáng nói. Và mọi người cũng sẽ muốn chia sẻ hơn. Và sau này chắc có thể là Hà cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn. Bởi vì đến một lúc nào đấy thì mình cũng cũng có rất là nhiều những kinh nghiệm trong cuộc sống, thì mình cũng nên chia sẻ với các bạn trẻ, hoặc là thậm chí là những bà mẹ bỉm sữa giống như mình, để cùng tìm được cái tiếng nói chung, để tìm được cái sự nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống chẳng hạn. Bởi vì Hà nghĩ rằng là con gái nó dễ hơn là một bà mẹ bỉm sữa. Nghĩ thì chẳng có việc gì để làm, chỉ ở nhà thôi, nhưng mà nếu không thoát ra được cái suy nghĩ thì đúng là dễ bị trầm cảm và cảm thấy mình bị lỗi thời, mình bị thua cuộc, của mình bị giật lùi lại so với cuộc sống. Mà cái suy nghĩ đấy nó ảnh hưởng cực kỳ đến tinh thần. Thành ra sau này Hà cũng open hơn về cái chuyện chia sẻ về cái suy nghĩ, bởi vì Hà nghĩ đâu đó sẽ có rất là nhiều những người phụ nữ cần được nghe những cái chia sẻ như vậy, bởi vì họ rất là cô đơn. Còn ví dụ trước đây thì Hà cứ sống khép kín, bởi vì Hà nghĩ ôi việc Hà làm tôi, Hà không cần phải nghĩ tới ai cả. Nhưng bây giờ thì Hà nghĩ cho mọi người nhiều hơn, nên là cái sự chia sẻ của Hà nhiều hơn. Thì một lát nữa đây thì Kim Thanh sẽ hỏi tiếp một số cái câu chuyện, tại vì hồi nãy thì nãy giờ cũng thật ra là cũng không dám hỏi gì nhiều, chỉ là Hà nói là tâm thế Hà rất là thoải mái, sẵn sàng trả lời các câu hỏi, thì một lát mình sẽ hỏi những câu hỏi đó. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ dành thời gian cho các bạn fan của Hà đi ha. Và chúng tôi đã kết nối được với thính giả đầu tiên đang chờ ở đầu dây bên kia. Alo. Alo, dạ em chào chị ạ. Bạn ơi, giới thiệu về mình chút xíu nè. À dạ, em chào chị Kim Thanh, với lại em chào chị Hồ Ngọc Hà. Em rất là phải nói là một buổi trưa mà không thể tưởng tượng được là mình đang vui như thế nào, mà khi hôm nay là tự nhiên em đang ngồi em được nhân viên của bên đài báo là em đã được chọn để đặt câu hỏi cho chị Hồ Hà và giao lưu với chị Hồ Hà. Em rất là vui và rất là hồi hộp. Và xin chào em tên gì? Dạ em tên Tuấn Anh chị ơi. Tuấn Anh, em đang ở đâu? Dạ em đang ở quận 7 chị ạ. Thế là cũng gần á hả, gần nhà Hà thì em chưa biết nhà chị Hà ở quận 7. Cũng đâu đó. Dạ. À, chị Hà nói sao em nghe không rõ. Cũng ở đâu đó, gần gần đó. Dạ, gần. Đúng rồi dạ. Thế bây giờ em thắc mắc gì về chị nè? Ồ, em thắc mắc về chị à? Chắc em chắc có cả trăm cả ngàn câu hỏi á chị à. Vậy mình chọn nó một câu thôi nha. Thì em hồi hộp quá. Em cũng là một người theo dõi chị Hà rất là lâu rồi. Nói chung là từ những ngày đầu chị Hà là người mẫu. Rồi chị Hà đóng phim Chiến dịch trái tim bên phải, em cũng có đi xem đóng vai cô giáo. Rồi. Và cho tới ngày hôm nay là nhiều năm lắm rồi. Nói chung là theo dõi rất sát, rất kỹ. Là nghệ sĩ kiều cựu rồi đó phải không? Dạ. Thì em mới biết chị mới có ra, em có theo dõi trên fanpage thì em có biết được là chị mới ra cái phim tài liệu nói về cuộc sống cá nhân của chị bây giờ. Thì nhưng mà em chưa có được coi, nhưng mà em cảm thấy là rất là vui, tại vì khi mà nhìn vô cái poster có cái tấm hình mà hình như là anh cái người chụp là anh Tang Tang đúng không ta? Đúng, em không biết nữa. Đúng rồi, thấy cái hình cô dâu mà thấy chị Hà hạnh phúc, chị Hà vui, thật là vui. Em rất là, nói chung là mình cảm giác được là một cái người mà mình hâm mộ hạnh phúc vậy, mình tự nhiên mình cũng có cái sự vui lây á chị. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Thì nếu mà
nói về cái để được như ngày hôm nay, để được như ngày hôm nay mà mấy bạn của em ai cũng ghé tai, trời bây giờ Hồ Ngọc Hà ra cái dự án cái phim tài liệu này thấy Hồ Ngọc Hà hạnh phúc dễ thương quá, ai cũng vậy hết, hạnh phúc với lại anh Kim Lý. Thì xin phép chị là cho em backpack lại chút xíu về quá khứ để mà mình kết nối để với bây giờ nó hay hơn đó chị. Thì là thật ra là cái gian nan trong cái việc mà để có được một cái vị trí hiện tại giống như bây giờ của chị Hà, một cái vị trí như bây giờ được nhiều khán giả yêu thích và ủng hộ giống vậy là cả một quá trình. Và những khi mà Hà gặp những cái khó khăn rắc rối trong chuyện cá nhân của mình làm dính tới những cái scandal thì em nghĩ là ai là fan chị cũng biết hết, đúng không chị? Dạ, thì vượt qua những cái gian nan mà vượt qua những cái gian nan đó để đi tới ngày hôm nay, cho chị cho em hỏi là có khi nào mà nhìn lại, có nghĩa là chị ở cái vị ở thời điểm hiện tại, chị nhìn về quá khứ, thì chị có cảm thấy bây giờ mình được an ủi, hoặc là cũng chính ở bản thân chị có cái sự chạnh lòng nào với những cái gì mà mình đã vượt qua rồi? Có khi nào nhìn lại một cái lúc nào đó chị về chị nghỉ ngơi rồi chị suy nghĩ lại, chị có bao giờ chị khóc thầm hay là chị rớt nước mắt vì tất cả mọi thứ mình vượt qua để mình được như ngày hôm nay? Đó là một cái sự nỗ lực rất lớn của mình, và chị có cảm thấy tự thương bản thân mình không chị Hà? Cảm ơn em nha. Thực ra đây xong mà một gọi là một fan lâu năm nắm giữ hết tất cả thông tin về Hà mà chưa bao giờ gặp nhau là sao nhỉ? Yeah. Em có đi coi chị diễn thôi à, chứ em chưa có được gặp chị, trò chuyện với chị. Em có tầm chụp chung với chị là mười mấy năm trước. Ok, ok. Yeah. Phải cảm ơn cái tấm chân tình của em trước, và cảm ơn cả cái câu hỏi rất là sâu sắc của em. Yeah. Chị thì hôm qua chị có một cái bài phát biểu ở trên cái diễn đàn của Forbes. Thì họ cũng hỏi về cái hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân, cách chị bước qua những cái khó khăn, bước qua những cái scandal và bước qua thời COVID, nói chung là mình đối mặt với những cái khó khăn đấy như thế nào. Thì chị cũng có một cái bản đồ, một cái sơ đồ và một cái hành trình của mình để show ra cho mọi người coi. Trong đấy chị có hai cái mà chị cần chia sẻ với tất cả các bạn trẻ. Đó chính là chị vẽ ra hai cái vòng tròn, một là vòng tròn quan tâm và một vòng tròn kiểm soát. Chị sẽ lựa chọn cái vòng tròn kiểm soát để chị kiểm soát những gì chị làm, kiểm soát những gì chị nói, kiểm soát chị cần quan tâm cái gì và kiểm soát chị không cần quan tâm cái gì, để nó lấn át đi cái vòng tròn quan tâm tới những cái thứ mà nó sẽ mang đến những cái điều tiêu cực đến cuộc sống của mình. Thì khi mà mình mở rộng cái vòng tròn kiểm soát đấy ra thì mình sẽ không còn thời gian để mà cho cái vòng tròn quan tâm kia nó nở ra nữa, và mình cũng không bận tâm tới những cái điều mà mọi người đang đơm đặt về mình này, hoặc là mình nghĩ tới những cái điều tích cực thay vì những cái khó khăn nó đang xảy ra với mình. Và mình luôn nghĩ rằng là cái khó khăn này xảy ra, nếu mà mình có được cái giá trị cốt lõi thì mình sẽ vượt qua được. Còn nếu mà mình bên trong mình rỗng như một cái quả trứng, nhìn bên ngoài có thể trắng trẻo mịn màng, thế nhưng mà bên trong lòng ai cũng có thể làm vỡ được, rất dễ vỡ và dễ hư. Thì chị sẽ lựa chọn. Nói chung là Hà có nội dung. Mình cái ai cũng vậy nhá em. Làm nghề gì hay là làm một cái công việc gì thì rất là cần cái giá trị cốt lõi ở bên trong. Nhưng bây giờ mọi người nói xấu thì mình ráng đi học, mình tập luyện để mình bồi đắp chính bản thân của mình. Và mình sẽ chứng minh mọi người bằng những cái sản phẩm của mình. Còn hỏi là chị có thương bản thân mình không? Thì thương chứ, và ức chế nhiều chứ. Bởi vì tại sao mà có một cái quãng thời gian mình càng chứng minh mình không sai thì mọi người lại càng nghĩ sai. Mình càng chứng minh là mình không có vô dụng thì mọi người vẫn cứ chê bai về cái chuyên môn của mình. Thì bước qua hết những cái khó khăn đấy thì mình nhìn lại thì mình thấy là nếu mà mọi người không có chê bai, mọi người không có kiểu như là khắt khe với mình thì chưa chắc mình đã cố gắng để có được cái ngày hôm nay. Thành ra là thương thì có thương nhưng mà cũng thấy đã là vì mình bước qua được nó, mình vượt qua được nó và mình giành được những cái những cái ước nguyện của mình từ ngày xưa nó trở thành sự thật. Nhưng mà quan trọng là bạn có hỏi là mình có bao giờ là tự khóc thầm về đêm kiểu vậy hay không? Nghĩa là em nghĩ là khóc ức ấy, có chứ. Dạ. Kiểu cái khi còn non trẻ ấy, khóc nhiều.
Còn mình không thể nào bảo ôi tôi không bao giờ quan tâm, tôi không khóc, tôi không thế này, cái điều đó là nói dối. Thương nghe, cảm ơn chị chia sẻ, chứ em thật sự là nghe là em cũng phát hiện ra là Vòng tròn quan tâm nhiều hơn vòng tròn kiểm soát đúng vòng tròn quan tâm nhiều hơn vòng tròn kiểm soát. Và cũng đâu không? đó thì một người nổi tiếng như chị Hồ Hà thì cũng có những cái khoảnh khắc đời thường cũng giống như bao người, Ôi thế thì em và phải cái xem cái thực phim tài liệu trạng của chị hoàn toàn bình thường em ơi, không và thậm chí đôi lúc hơi bất thường. mà bây giờ chị cho em thêm một câu nữa nha, đã có bạn chờ rồi đó bạn Tuấn Anh ơi, mình hỏi nhanh ha. em thêm một câu. Nói chung là bây giờ thì giống như là chị cứ xem em giống như là một version Hồ Ngọc Hà đang đối diện với chị đi nha, cũng là một Hồ Hà nữa. Thì nếu mà bây giờ chị Hà tự thưởng cho mình và tự khen mình, khen bản thân mình để đi tới ngày hôm nay, để có một gia đình hạnh phúc, để có một cái sự nghiệp, rồi sản phẩm của chị đã được đón nhận là các thứ thành đạt thành công, thì nếu mà được khen mình một câu cho chính bản thân mình, em đang tò mò và thắc mắc là chị Hà sẽ khen mình cái câu nào á Chị có thể là người không hay nhất, nhưng chị sẽ top 3 những người kiên trì nhất Việt Nam đấy, được chưa? Nghĩa là chị đã muốn theo đuổi cái gì thì chị sẽ cực kỳ kiên trì, chị một khi mà ai chê cái gì thì chị sẽ kiên trì chứng minh ngược lại đó. Mọi người là tại ví dụ trước đây mọi người chê là ôi hát không được thì thào này ok kia, thì chị sẽ chứng minh cho mọi người rằng là tôi hát được, tôi tin vào bản thân của mình, và chị rất là kiên trì để chứng minh điều đó. Hoặc là về tình yêu, mọi người cứ bảo cô này xui xẻo hay là cô này sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc, thì chị vẫn sẽ kiên trì đi tìm cho bằng được một người đàn ông đúng với những gì mà mình mong đợi và mang lại hạnh phúc. Thì đấy, đấy chắc có lẽ là câu khen duy nhất mà kiên dành cho trì chị thật nhất. thôi. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn em nha. Cảm ơn chị rất là nhiều, em bất ngờ lắm, tại vì hôm nay tôi với em đang ngồi làm việc thì được có một chị bên đài gọi tới, là em nói câu của em được chọn để mà đặt câu hỏi cho chị Hà. Qua kết đi tới kết rồi em cũng thỏa mãn rồi, tại vì hôm nay Ôi được có trời chị ơi bên em đài chị ơi. cho mình thông đồng Cảm ơn nhiều nha. Rồi, cảm ơn bạn Tuấn Anh rất là nhiều với những câu hỏi rất là dễ thương. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối ngay với thính giả tiếp theo ạ. Alo. Alo. Ừ. Alo. Vâng, xin được chào bạn. Bạn ơi tên gì ha? Dạ em tên là Linh ạ. Ừ. Em chào chị Kim Thanh và em chào chị Hồ Ngọc Hà. Xin chào Linh. Linh đang ở đâu Linh ơi? Dạ em đang ở Sài Gòn ạ. Rồi, bây giờ mình nói chuyện rớp rẽn với Hà nè. Dạ chị Hà ơi, cho em hỏi là sau khi sinh bé Leon và bé Lisa thì cuộc sống của chị còn thay đổi như thế nào ạ? Coi như là xáo trộn tùm lum hết luôn, vì trong cái thời gian này thì mọi người cũng có thể thấy là các em bé mới sinh ấy thì gọi là ngủ 2-3 tiếng xong rồi thức dậy, ngủ 2-3 tiếng xong thức dậy, mà Hà bây giờ kiểu như là càng lớn thì mình cái càng trách nhiệm của mình càng nhiều ấy, thành ra khi mà nghe các em khóc là cũng phải thức dậy, và bây giờ coi như là mắt đã thâm nay còn thâm hơn, phải chăm sóc nhiều hơn này, mà hơn nữa lại sinh đôi nữa nên là quá trời việc cần phải làm. Mà bên cạnh đó mình cũng muốn là cái công việc của mình cũng không có bị dừng lại mà phải phải được diễn ra bình thường, nên là cái thời gian rất là hạn hẹp, không có thời gian nhiều để ngủ, thậm chí là không có thời gian nhiều để ăn luôn á. Thì nó cũng hơi mệt nhưng mà bù lại thì nó cực kỳ vui. Thì em có theo dõi chị trên Facebook và Instagram á, thì em thấy chị mới sinh mà về vóc dáng là nhanh, thì chị có thể chia sẻ bí quyết đúng không ạ? Úi tôi chết. Bí quyết của chị là ngay từ khi mà biết mình có thai ấy, thì đã có một cái chế độ ăn uống tử tế rồi. Phải lúc nào cũng đấu tranh tư tưởng là thèm gì ấy, mua về và chỉ ăn một miếng thôi, chứ không ăn hết. Đó. Mà cái đó là cực kỳ quan trọng nha. Thế là phần còn lại ai hốt? Phần còn lại tất cả những người xung quanh hốt. Rồi là ăn uống một cách khoa học này, và vẫn giữ cái chế độ tập thể dục cho đến những cái tuần cuối cùng đi đẻ luôn á, và đặc biệt là uống vitamin để bồi đắp tất cả những cái dưỡng chất cho bản thân.
Và sau đấy khi mà đẻ xong thì cũng vẫn giữ nguyên cái chế độ như thế, vẫn ăn uống lành mạnh, ăn uống những cái chất tốt thôi, chứ không có ăn thật là nhiều. Rồi cũng đã quay trở lại tập thể dục nữa, nhưng mà chắc có lẽ là cũng do cơ địa của Hà cũng khá là gầy nên là nó chỉ to đúng cái bụng thôi, và bây giờ đang co lại dần. Thì Hà hy vọng là trong một vài tháng nữa thì Hà sẽ lấy lại được cái số đo bình thường. Nhưng mà mọi người cũng không hình dung được là khi mà Hà có bầu Hà lên 15kg, mà khi đẻ xong đúng ngày đầu và ngày thứ hai, ngày thứ ba khi mà xuất viện thì về nhà đã cân rớt hết 12-13kg rồi. Wow. Chứng tỏ là vào các em rất là nhiều, và còn lại là bây giờ chỉ còn có 3kg thừa nữa thôi. Thì 3kg thừa này hiện nay chỉ cần tập thể dục để cho nó vào cơ và săn chắc nữa là được. Thì chia sẻ thì có vẻ dễ, nhưng mà Hà cũng rất là mong các bà bầu là ăn uống hãy lành mạnh nha. Bởi vì cái áp lực mà để về ký và cái bụng của mình nó co lại là một nỗi sợ hãi đó. Ngay bản thân Hà cũng rất là sợ, và cái đó nó cũng sẽ làm cho mình bị trầm cảm nữa, nên là phải rất là kiềm chế và kiểm soát tốt cái cân nặng của mình. Nhưng mà có nhiều cặp á, kể như là vợ có bầu nhưng mà chồng mập, tại vì mua cái gì về, một là ngán ăn không được, hai là ăn có một xíu thì cuối cùng nhà chồng ăn hết. 3 tháng đầu của em là cuộc đời của Hà ghét nhất là ăn cháo. Thế nhưng mà 3 tháng đầu là chỉ có cháo trắng thôi, không ăn được một cái gì cả. Và xuống ký rất là nhiều, không ngửi mùi được luôn, không thể nào, không có, cứ như là lúc đấy toàn xã hội cách ly nên là chỉ có ở nhà thôi. Và không làm được gì, và chỉ có lết vào toilet để ói. Rồi là nói chung là 3 tháng đầu là 3 tháng kinh khủng nhất. Nhưng mà thường Kim Thanh nghĩ là những người mà tập thể dục thường xuyên như Hà, cơ địa khỏe khoắn như vậy thường là sẽ ít ngén chứ nhở? Nghe đồn con ngén là con sẽ thông minh đấy. Bác sĩ bảo thế. Ok, vậy mình tin như vậy luôn. Rồi, bạn hỏi tiếp đi nè. Dạ, cho em hỏi là anh Kim mình có phụ mình gì về trong việc chăm sóc hai em bé không ạ? Đây là điều may mắn nha. Bởi vì anh ấy được sinh ra ở vùng Bắc Âu hay sao ấy, nên là được giáo dục và đào tạo là phải chia sẻ cái công việc này. Nếu mà đã muốn đi chơi thì đừng lập gia đình. Còn nếu đã có con mà lập gia đình thì phải san sẻ cái công việc. Thì hiện nay anh ấy cũng đã sút ký rất nhiều và mắt thâm hơn Hà nha. Còn đâu người 6 múi vẫn 6 múi chứ. Sút ký thì làm sao mập được. Sút ký thì 6 múi nó còn nhìn rõ hơn. Đấy. Nhưng mà nghĩa là lần đầu tiên làm cha mà cho nên nghe con khóc là sốt ruột. Còn mình lần thứ hai mình thấy bình thường. Khóc xong rồi hết mệt, nó hết khóc được đúng không? Rồi lên hỏi tiếp đi nè. Dạ, cho em hỏi một câu hỏi cuối là chị có kế hoạch gì cho năm tới không ạ? Sao cái giọng nói này càng nói càng nghe quen quen nhỉ? Có phải người quen không ta? Hai bên cười hí hí là sao? Kế hoạch cho năm tới hả em? Nuôi nuôi hai con khôn lớn mà đi chơi. Nghe cái giọng quen lắm luôn á. Có quen không Linh ơi? Dạ không biết ạ. Thôi vậy là chắc là quen rồi. Không, chắc... Nhiều khi là gặp rồi, nhưng mà nghe mà cái kiểu qua điện thoại có thể là mình sẽ khó nhận diện được cái giọng hơn. Em tinh lắm chứ không ai lừa được em. Kế hoạch năm tới là đi hát kiếm tiền nuôi con nhá. Có đã sản phẩm gì mới không chị? Hiện tại trước mắt thì chưa, nhưng mà đang tìm kiếm những bài hát hay để cho ra mắt tới khán giả. Rồi chắc được rồi đúng không Linh ha? Dạ đúng rồi. Em xin cảm ơn hai chị ạ. Rồi, cảm ơn Linh rất là nhiều. Thật ra mấy ngày hôm nay là Kim Thanh thỉnh thoảng là đi mấy cái trung tâm thương mại, quán cà phê này nọ đó, thì thấy là mọi người vẫn còn mở và nghe nhiều cái bài mà gì em đi tìm anh hay anh đi tìm em mà Hà hát với Nu á. Ủa vậy hả? Cái kiểu nhạc đó Kim Thanh rất là ngạc nhiên là tới bây giờ mọi người vẫn thích bài đó và nghe, và hôm nay mình nghe cũng phải 3-4 lần rồi đó. Ở những cái nơi khác nhau nha. Đó thì mình không hiểu là chứng tỏ âm nhạc của mình tất cả những bài hát không có bị demode ha. Và nhiều năm sau người ta vẫn nghe kìa. Thì không biết là do là fan của Hà cho nên là sẵn dịp là người ta mở lên người ta nghe lại hết, hay là người ta thích nó nằm ở trong playlist hàng ngày thì mình cũng không có tiện hỏi. Chắc cả hai nha. Vâng, chúng tôi xin kết nối với thính giả tiếp theo. Alo. Dạ alo. Bạn ơi tên gì nè? Dạ em tên là Phú Thành.
Quách Phú Thành hả bạn? Dạ không. Giống gì thôi. Ờ, giống giống là Phú Thành chứ không phải là Quách Phú Thành. Okay. Nghe giọng nó cũng sexy đấy. Rồi. Giống Quách Phú Thành đấy. Phú Thành ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn rồi. Ừ, rồi bây giờ Hà đang nghe bạn đây nè. Nói đi bạn. Dạ, chào chị Hà. Chào Thành. Em hâm mộ chị lâu lắm rồi đó. Nữa hả? Trời ơi, lúc nãy có bạn Tuấn Anh cũng hâm mộ lâu lắm. Cảm ơn em nhiều nha. Hôm nay em muốn hỏi câu hỏi gì nè? Dạ, thì em mới xem cái phim ngắn của chị phim dài luôn chứ. Phim tư liệu. Tư liệu. Ừ. Dạ, ở của chị thì em có ba câu hỏi dành cho chị. Dạ, okay. Câu hỏi thứ nhất là em thấy chị bí quyết giùm em cái cách mà ăn 12 bữa ăn trong một ngày á mà không bị lên kiến. Như chị đã nói, đó là đói là ăn, nhưng mà đồ ăn đấy tới là một miếng thôi là xong. Bởi vì thực ra trong cái quãng thời gian đấy á, chị thực sự là chị không ăn được cái gì hết, nhưng lại thèm rất nhiều thứ. Thành ra là cứ thèm cái gì thì gọi bắt mọi người mua về. Bún riêu, bún mắm, xôi bắp, xôi gà, cứ mua về, mang về cho mình. Nhưng mà sau đấy thì lại chỉ có ăn được một miếng rồi lại không thể nào ăn được nữa. Cho nên là đó là bí quyết của chị, là thèm gì cứ ăn, nhưng mà một miếng thôi xong trả lại. Trời ơi, sao mà ăn một miếng trả lại được ta? Khó thiệt luôn á. Ví dụ nó em ngon một khó phát đó, đúng không bạn? Em thấy khó đó. Không, nhưng mà đấy là lúc chị mang bầu thôi em à. Chứ chị không mang bầu, chị đâu có ăn 12 bữa một ngày đâu. Có 2 bữa một ngày à. Rồi, đó là bí quyết đó. Mỗi lần ăn một miếng, ngày chia ra 12 lần. Rồi, tiếp theo, câu tiếp theo nào ha. Dạ, câu tiếp theo là em cũng xem trong cái đoạn phim á, thì em thấy có đoạn cuối á, là mình mà chụp hình với anh Kim á, là cái đó là trong dự án của mình tiếp theo hay là như thế nào chị? À, cái đó là đời thật đưa à, vào. Dạ. Tức là chuẩn bị đám cưới đấy. À không, chụp ảnh cưới thôi. Thì chụp ảnh cưới là phải làm đám cưới chứ nhỉ? Ủa ai bảo phải? Hên xui nha. Bây giờ con bắt cưới mới cưới, còn không thôi ở vậy đi cho nó vui. Không, đám cưới vui hơn á, thiệt á. Vậy hả? Trời, đám cưới nhiều chuyện lo quá. Thiệt. Nó còn hơn làm live show luôn á. Thôi, nếu mà mời người này mà không mời người kia, tổ chức chỗ này mà không tổ chức, ui chào thì cũng bị chửi dữ dội lắm. Cho nên là không, Hà làm là mời cả showbiz Việt Nam luôn. Tổ chức ở đâu cho đủ nè. Mà ví dụ như là tất cả mọi người cùng tới mà đâu có đủ thời gian để mà gặp từng người để cảm ơn, mà tính của Hà là phải gặp từng người cảm ơn. Thôi chắc tổ chức 3 ngày cũng chưa cảm ơn hết. Mình làm một tuần. Đúng rồi. Tôi bây giờ để xem tình hình con cái lớn là như nào nha. Mình lập cái kỷ lục Guinness đó, đám cưới lâu nhất lâu Việt nhất Nam. Việt Nam ha. Đúng rồi, một tuần ví dụ chia bị chửi lâu nhất Việt Nam luôn đó. Không sao, không ai chửi mình hết đâu. Giờ mà Hà còn lo gì nữa. Rồi, nhưng mà Kim Thanh xin phép bạn xen vô câu này. Trong cái phim đó Kim Thanh xem có một cái cảnh đó, Kim Thanh thấy Hà lái xe đó, nhưng mà Kim Thanh không thấy Kim Lý lái xe, tức là Kim Lý không biết lái xe hay là như thế nào nhở? Kim Lý biết lái xe nhưng không dám lái xe tại Việt Nam. Wow. Bởi vì tất cả những chiếc xe đi trên đường một cách hỗn loạn. Không dám lái. Vậy tính ra là người Việt Nam của mình là dũng cảm hơn rất là nhiều đó bạn. Còn phải có máu liều một tí đúng không? Nhưng mà sắp tới thì hiện tại bây giờ Hà cũng đang trở thành cô giáo dạy lái xe cho anh Kim Lý. Wow. Chỉ cho những bí quyết rất đơn giản, đó chính là chúng ta cứ đi thôi. Chúng ta hãy cứ đi và đừng suy nghĩ gì hết. Và tất cả chúng ta sẽ tự tránh nhau. Còn nếu mà càng nghĩ thì sẽ càng không bao giờ lái xe được. Bí quyết tức là không có bí quyết gì hết á. Là... Rồi bạn hỏi đi tiếp này bạn. Dạ, thì em cũng muốn hỏi là trong cái lúc mà trong cái bộ phim đó luôn á, thì em thấy là em không hiểu tại sao mà đầu em xem á là em có thấy chị chia sẻ là vì chị lúc đó là chị vừa mang thai, mà chị vừa phải thu các cái bài hát mà trong lớp son.
nhưng mà em không không lúc mà quay lên trên trên TV em, trên YouTube á, em lại không thấy một cái dấu hiệu gì mà bụng hay là như thế nào vẫn hết. Đẹp hả em ha, quay trước hết luôn rồi không, lúc đấy là chị mang bầu, chị bước qua tháng thứ tư thì thực sự mà nói là cũng không nhìn thấy bụng lắm đâu, và bên cạnh đó chị mặc những cái bộ trang phục phù hợp. Và như chị đã nói ấy, thì những cái tháng đầu là chị nghén rất là nặng nên là chị xuống ký nhiều, thì ra nhìn cái mặt lại càng gầy nên là không có dấu hiệu gì của mang bầu cả. Mà thế nhưng được đốt cao quá chị ơi. Tội. Bởi vì lúc em đấy cũng nghĩ luôn, em không nghĩ là một người đang mang thai mà đang hát những cái nốt cao kinh khủng. Em chị cho em xin một lạy luôn á. Trời ơi, quá. Cảm ơn em. Tông nam luôn đó. Đúng rồi, thì chị cũng không biết làm sao, nhưng mà có nghĩa là mình tự dưng mình cảm thấy vui ở trong lòng, xong mình có động lực để mình muốn ra một cái sản phẩm chất lượng. Nhưng mà em có thể thấy là khi mà chị làm những cái livestream lớp songs thì đã có sự khác biệt rồi đúng không? Thứ nhất là không hát được cao như thế nhiều này, thứ hai là bắt đầu thấy cái bụng bự hơn. Đúng không? Dạ đúng, dạ đúng, đó là công nhận. Tại lúc đó là sắp đi đẻ rồi còn gì nữa. Lúc đó thở còn không nổi. Mà Kim Thanh hôm bữa đó có xem livestream và Kim Thanh rất là ngạc nhiên. Tại vì nói trời, mình cũng là sanh con hai lần rồi, cho nên là mình biết là những cái tháng đó nó rất là nặng nề. Mà kiểu như là mình thở không á thì đã cũng mệt. Ví dụ như là Kim Thanh làm ở đây, Kim Thanh cũng phải đọc những cái bản tin đó. Mình đọc xong một câu là mình phải ngừng cái mình thở đó bạn. Thế nó khó lắm. Ừ, mà không hiểu tại sao Hằng có thể hát được như vậy. Em mới thấy là em cứ để phục chị Hà rất là nhiều cái chỗ đó. Là ở những nghệ sĩ nước ngoài em cũng đã theo dõi rất là nhiều. Người ta hát một bài, hai bài thôi là đã thấy mệt rồi. Còn chị chơi nguyên một cái giọng nói này cũng quen luôn. Nghe một hồi quen luôn. Hồi là quen hết luôn. Ủa? Rồi chắc người giống người chị. Em không biết, em xem chị trên TV thôi à. Hà đang test với quản lý là bạn quen hay lạ đó bạn. Thôi, hỏi tiếp đi Phát. Không phải nào cho ta chị. Lần sau livestream nghệ sĩ mà lộ cái mặt ấy, thì khán giả lộ luôn cái mặt nha. Ôi, thế là đã phát hiện ra rồi đúng không Hà? Thì em nghĩ vậy, em thấy cái giọng này, cái giọng này là phải tên là Phát, chứ còn... tên Thành là không được nha. À là Châu Nhuận Phát chứ không phải là Quách Phú Thành. À, đúng rồi. Rồi còn hỏi những ông Phát thôi. Ủa trời ơi, lật mặt nhau như vậy luôn hả? Mà đúng không, lật mặt đúng không bạn? Thôi chị Hà kỳ quá kỳ. Ok. Ôi. Bởi Hà nói là không ai có thể lừa được đâu. Chỉ có cái lần cầu hôn vừa rồi bị lừa thôi đó. Thì có lẽ là thời lượng cũng không còn, nhưng mà Kim Thanh xin chia sẻ một cái cảm xúc nữa thôi. Là trong cái phim tài liệu đó, thật ra cái có một cái cảnh làm Kim Thanh rất là xúc động. Và cái nói là mình cũng ráng kìm để mình không khóc, là cái đoạn mà Hà nói về Su Bell. Thì lúc quay đó chắc là cái cảm xúc cũng phải ráng kìm lắm để khi mọi người quay nó không có quá khóc lóc, đúng không? Không phải vì Hà... thứ nhất lúc đấy đang mang bầu rất là dễ bị xúc động. Và với Su Bell thì là đứa con đầu tiên nên là Hà thương Su Bell lắm, Hà yêu Su Bell nhiều lắm. Ngay kể cả bây giờ cũng vậy. Mỗi lần ôm mà thấy lớn mất tiêu rồi, nhưng mà cái tình yêu của mình vẫn hình như càng ngày khi mà càng gần nhau, càng mẹ với con càng sống với nhau lâu hơn ấy, thì càng yêu nhau nhiều hơn. Hơn nữa là Hà cũng thấy là trời chết rồi, bây giờ Hà có thêm hai em bé nữa thì cái thời gian phải chia ra cho các con phải cực kỳ là đều để cho các em không có bị không có ai bị tủi thân cả. Thì mình cứ bị tâm lý mình nghĩ vậy thôi. Thành ra là lúc đó quay thì Hà tự dưng thấy thương Su Bell, và nếu mà khóc bù lu bù loa ra thì cũng kỳ, nên là cũng thực sự đúng là cũng ráng kìm nén để chia sẻ, và sau này khi Su Bell coi lại thì Su Bell cũng sẽ thấy được cái cảm xúc thật của mình lúc đấy là như nào.
Thật sự là hồi nãy nói là để hỏi Hà rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng thì không hỏi Hà được cái gì hết mà các bạn đã hỏi rồi. Okay. Thôi thì để có dịp nào đó thôi ráng dành thời gian qua đài để tám thêm. Okay. Và ngày hôm nay thì cảm ơn Hà rất là nhiều và gửi lời tất cả những cái lời chúc tốt đẹp nhất dành cho Hà ha. Dạ, cảm ơn chị, cũng như cảm ơn tất cả khán giả đã cùng giao lưu với Hà trong ngày hôm nay. Và hầu như là mọi người cũng rất là theo dõi về cái thông tin về Hà như vậy, cũng làm Hà cảm thấy rất là vui. Và chúc cho chị Kim Thanh cũng như tất cả mọi người sẽ có một mùa lễ ấm áp và một năm mới tràn đầy nhiều điều may mắn, không như năm vừa rồi nữa.